25 triệu đồng thôi thì quý anh chị cô chú sở hữu ngay một con xe tải Ben nha anh chị nha. Bây giờ mời tất cả các cô chú và anh chị cùng theo em review về chiếc xe tải Ben với giá thành là 25 triệu đồng này, coi em nó có những gì ha. Nói đầu tiên thì em cũng gửi một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng và thân yêu nhất tới tất cả các cô chú chị cùng các bạn đang theo dõi clip này. Chúc cho gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn ha. Chiếc xe màn hình của mình thì đây là con xe Hino sản xuất đời 2011 nha anh chị nha, đời khá là cao. Niên hạn sử dụng là tới 2036. Tổng chiều dài của em nó là dài là 3,5m, ngang của em nó là 1,40m và cao của em nó là 1,830m. Tổng trọng lượng của em nó được phép chở là 700kg nha anh chị nha. Đây, nguyên toàn bộ khối lượng bản thân của em nó là 840kg. Cái này là xài máy xăng dung tích xi lanh là 1 chấm ha. Hiện tại thì hiệu lực đăng kiểm em nó bỏ hồi tháng 7, 19 tháng 7 năm 2022. Em để tình trạng như vậy bán cho anh chị và cô chú với giá thành là 25 triệu đồng. Xe này thì giấy tờ vẫn còn đàng hoàng, cô chú anh chị nào thích đăng kiểm vẫn được ha. Còn không thì để như vậy mình bỏ trong nương rẫy mình chạy. Đây hệ thống taxi và ben của em nó đang chị ha. Nguyên dàn thùng nhìn rất là xinh xò luôn đây. Đây cứng cáp lắm chị ơi. Giờ em sẽ nổ máy cho anh chị xem nha, nổ máy lên cho cô chú anh chị tham khảo nha. Máy nổ rất là êm, đây máy nè, nổ rất là êm nha anh chị nha, máy rất khô ráo và sạch sẽ. Đó, dung tích xi lanh là 1 chấm thôi, rồi giờ em sẽ hạ cái ben xuống cho anh chị ha. Ben biết rồi thì mọi chức năng em nó đang hoạt động rất là bình thường nha anh chị. Đấy, xuống từ từ anh chị ha. Đó. Chung xe này thì anh chị lấy về chỉ là việc khởi nghiệp thôi, cũng không cần phải làm đâu. Anh chị thích chạy ra đường thì chịu khó đi đăng kiểm tí xíu đó, với số tiền là 25 triệu đồng thì quý anh chị của chú sở hữu ngay con xe tải Ben này. Anh chị nào thiện chí thì xin mua lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0968 222 0 để hỗ trợ và tư vấn thêm nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.